NVIDIA họ đã nổ phát súng đầu tiên khi hồi sinh dòng GTX dưới tên là GTX 1660 Ti. Còn hiện giờ đúng như tin đồn thì NVIDIA họ đã tiếp tục cho ra mắt đó chính là chiếc GTX 1660 để tiếp tục bổ sung một phân khúc cảm hứng trung cấp với mục đích là chơi game ở độ phân giải là Full HD. Với mức giá thấp hơn 1660 Ti khá là nhiều, chỉ khoảng tầm từ 7 đến 8 triệu đồng cho phiên bản mới đi Gaming X mà các bạn đang thấy ở đây. Và nhưng mà chiếc 1660 này thì vẫn sử dụng đó tính kiến trúc Turing cho lượng CUDA core khá là dồi dào và tương đương với chiếc 1060 trước. Và mình hy vọng là chiếc 1660 sẽ tiếp bước chiếc 1660 Ti cho chúng ta một hiệu năng chơi game ở mức tốt, đặc biệt với các tựa game eSports cao cấp như là PUBG hay là Apex Legends. Như các bạn có thể thấy ở trên tay mình đây, đây chính là chiếc MSI GTX 1660 Gaming X. Và nhìn chung thì nó khá là giống với chiếc 1660 Ti mà mình đã khui hộp rồi. Và thực ra thì mình cũng mới nhận được chiếc cạc này khoảng tầm 2 hôm trước khi quay video, nên là nếu đánh giá chi tiết như kiểu mở bo mạch hay là về OC các thứ thì chúng ta sẽ hẹn nhau vào các video khác. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến sâu hơn, đó chính là về hiệu năng chơi game của chiếc cạc này. Về thông số thì chiếc GTX 1660 sẽ có mức lượng CUDA bằng với cả 1060p, nhưng sẽ sử dụng kiến trúc đó chính là kiến trúc Turing giống như trên chiếc 2060 hay là 2070. Bộ nhớ sử dụng sẽ là 6GB nhưng không phải DDR6 hay DDR5X mà như mình đoán mà nó chỉ là DDR5 mà thôi. Điểm đáng chú ý đó là mặc dù có thông số gần như tương đương với 1060 6GB, nhưng 1660 có mức giá rẻ hơn khoảng tầm 20% so với thời điểm ra mắt của 1060. Và nhưng mà đừng nhìn như vậy mà các bạn dự đoán là 1660 nó sẽ yếu hơn 1060, bởi vì truyền thống từ xưa đến nay thì Vega cùng tên đời sau bao giờ cũng sẽ mạnh hơn khá đời trước. Ở Fastchild thì kết quả ở bài test ở độ phân giải Full HD thì đó chính là chiếc GTX 1660 sẽ vượt mặt 1060 khoảng tầm 23% và tiệm cận đến cả GTX 1070 cơ. Nhưng mà nâng lên độ phân giải 2K với Fastchild Extreme thì khoảng cách giữa 1060 và 1660 chỉ rút ngắn nó chỉ còn khoảng tầm là 10% thôi. Và có thể một phần do băng thông RAM 1660 nó chỉ là GDDR5 nên không phát huy được tối đa sức mạnh của GPU. Nhưng mà điểm mình bất ngờ nhất đó chính là ở độ phân giải 4K trong bài test Fastchild Ultra thì lúc này 1660 nó tụt hậu thấp hơn cả 1060 tới 10%. Có thể do đây là driver bản beta nên chưa tối ưu hóa hết sức mạnh của cả màn hình. Nhưng thật sự thì với một chiếc cạc như 1060 hay là 1660 thì các bạn cũng chỉ nên dừng lại ở độ phân giải 2K trở xuống mà thôi. Xung nhân khi chạy cũng được đẩy lên khá là tốt ở mức là 1935 MHz, nhưng nhiệt độ thì vẫn khá là mát mẻ và chỉ lên quanh là 63 độ mà thôi. Đây cũng là mức nhiệt độ mà các sản phẩm Game X của MSI luôn luôn được hướng tới, không bao giờ nóng hơn 70 và cũng không bao giờ mát hơn được 60 độ cả. Tiếp đến Middle Earth Shadow of War thì ở thiết lập Ultra thì toàn bộ kết quả mình khá là thất vọng khi là 1660 nó kém khoảng tầm 10% so với 1060. Nhưng điểm mình nhận ra ở đây đó có vẻ như là khả năng tối ưu phần cứng của tựa game này là chưa thực sự tốt, khi 1070 cho kết quả nó cũng gần như chỉ tương đương với 1060 mà thôi. Và với các tựa game PC thì đây luôn luôn sẽ xảy ra cái tình trạng đó chính là tối ưu phần cứng chưa tốt, và mình sẽ thử với các tựa game khác. Ở Far Cry 5 thì dường như mọi thứ trở lại vị trí an bài khi GTX 1660 nằm trên 1060 với khoảng cách khoảng tầm 20% và chỉ kém 1070 khoảng tầm 10% mà thôi. So với cái mức giá lúc ra mắt của 1070 là khoảng tầm 12-13 triệu thì GTX 1660 nó có cái mức giá nó chỉ nhỉnh hơn phân nửa một chút thôi, nhưng mà hiệu năng thì kém gần như không đáng kể. Và có thể nói thì NVIDIA họ đã làm khá tốt và đúng như lộ trình tăng hiệu năng đều đặn. Đi sâu hơn một chút ở phần benchmark thì các bạn có thể thấy ở lượng khung hình nó khá ổn định, kể cả khi vào các khung cảnh nhiều vật thể cũng hiệu ứng cháy nổ mịt mù. Do mình vừa benchmark vừa quay frap nên là FPS bị giảm khoảng tầm 10%. Đó cũng chính là lý do mà phần hiển thị trên màn hình mà chưa thật sự chính xác. Lượng VRAM 6GB cũng khá là thoải mái khi mà thiết lập Ultra toàn bộ cũng chỉ tiêu tốn đó chính là chưa tới 3GB VRAM mà thôi. Đến với Rise of the Tomb Raider thì khoảng cách giữa 1060 và 1660 nó chỉ còn khoảng tầm là 10% thôi. Và thứ tự thì vẫn gần như lúc nãy, không có gì thay đổi cả. Đi vào trong chi tiết benchmark thì ở Geothermal Valley kết quả cho là thấp nhất, bởi vì khung cảnh ở đây nó có quá nhiều vật thể nhỏ nhặt, trái với khi ở Mountain Peak thì gần như chỉ có một bầu trời xanh mà thôi. Sự chênh lệch về số lượng vật thể cũng thể hiện khá là rõ ràng khi VRAM tiêu thụ chỉ khoảng là 4,5% ở trên Mountain Peak, nhưng mà vọt lên tới hơn 5GB và đỉnh điểm lên tới 5,7GB ở Seria và Geothermal Valley. Điều này cũng chính là lý do đó chính là chiếc 1060 3GB trước đây có hiệu năng thử nghiệm rất là kém trong tựa game Rise of the Tomb Raider và thiết lập cao nhất ở độ phân giải đó chính là Full HD. Battlefield 5 do không có phần benchmark nên mình chỉ có thể chơi thử hết đó chính là phần prologue mà thôi. Kết quả vì vậy cũng không thật sự là phản ánh chính xác hiệu năng trong game này. GTX 1660 cũng như là 1660 Ti hay là 2060 và nói chung thì các VGA thuộc kiến trúc Turing để cho hiệu năng trong Battlefield 5 thì khá là tốt. Và các bạn hoàn toàn có thể tự tin chơi ở độ phân giải Full HD và thiết lập để lên cao nhất. Nhưng đặc điểm của dòng Battlefield đó chính là khung cảnh nó khá đẫn lộn. Ví dụ như thời điểm lái máy bay thì FPS rất là cao, lên tới 120 và có lúc thì chạm tới cả 150 FPS. Như khi hạ cánh xuống đất ở Full Netherlands thì bị drop xuống rất mạnh, chỉ còn khoảng tầm hơn 60 FPS mà thôi. Tương tự như khi bắn xe tăng thì thời điểm xảy ra cháy nổ FPS tụt từ 85 xuống chỉ còn 72 thôi.
nhưng nhìn chung thì trải nghiệm vẫn là khá là mượt mà. Cuối cùng tới Apex Legends thì do chơi 5 trận khác nhau nên FPS nó cũng không phản ánh đúng chính xác hoàn toàn. Nhưng kết quả nhìn thấy thì vẫn như cũ khi mà 1660 vẫn nằm giữa 1060 và 1070. Và điều này cũng tiếp tục khẳng định đó chính là GTX 1660 nó có mức hiệu năng rất tốt so với tầm giá của nó và lựa chọn tốt để chơi các game trên màn Full HD. Tuy nhiên ở đây đó chính là thiết lập cao nhất. Nếu các bạn sở hữu một chiếc màn hình 144Hz thì nên giảm qua thiết lập xuống một chút, không ảnh hưởng quá nhiều đến hình ảnh nhưng mà lại có độ mượt mà hơn rất nhiều. Nhìn chung thì hiệu năng của chiếc 1660 mình đánh giá là khá là tốt, là có thể chơi hoàn toàn thoải mái tất cả các cái tựa game bây giờ ở độ phân giải Full HD, từ game mới và nặng vẫn chơi được. Và ngoài ra thì có thể trải nghiệm được tốt ở cái màn hình 144Hz và cũng không gặp vấn đề gì cả. Và với cái mức giá thời điểm quay video nó khoảng tầm 7-8 triệu đồng cho phiên bản MSI Gaming X mà mình đang có ở đây. Và mình hy vọng vào về sau sẽ rẻ hơn nữa ở các phiên bản như là phiên bản Aero hay là phiên bản Amo nữa. Thì chắc chắn là GTX 1660 nó sẽ có cái chỗ đứng vững chắc bên cạnh chiếc 1660 Ti, trở thành hai chiếc card gaming tầm trung đáng mua nhất ở thời điểm hiện tại. Và với cái thời gian ra mắt này thì mình nghĩ là chiếc 1650 thì cũng sẽ có sớm thôi, và mình sẽ hẹn các bạn ở các video sau.